siêu vô béo có đắt không? À, trong quá trình chúng ta chăn nuôi thì vật nuôi chúng ta hay có những cái hiện tượng mà ăn nhiều cám mà không lớn này, còi cọc lông sơ và chậm lớn, gây ra cái hiện tượng bà con chúng ta bị lọc thải lợn rất là nhiều. Thì trong quá trình mà chúng ta gần xuất bán thì cái giai đoạn vật nuôi chúng ta cần phải hàm lượng chất dinh dưỡng, vitamin vừa đủ để phát triển sinh trưởng tốt, cấu tạo nên những cái hàm lượng chất dinh dưỡng để cho con người chúng ta sử dụng nguồn thực phẩm đó mang lại cả giá trị cao. Thì vitamin dinh dưỡng thì chúng ta bổ sung để giúp cho vật nuôi chúng ta làm đầy đủ hoàn chỉnh dinh dưỡng. Thì mục đích của bổ sung là để cho vật nuôi chúng ta khỏe mạnh trước khi bán. Bà con chúng ta đừng có nặng nề quá về vấn đề vô béo. Nhưng nếu một cái vấn đề quan trọng nữa là khi chúng ta sử dụng vô béo mà nó không hợp thức hóa, nó không đúng pháp luật trên thị trường thì nó sẽ gây ra tổn hại sức khỏe cho bà con. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng cái vô béo mà tăng tốc quá nhanh, nó làm cho con lợn chúng ta nó phát triển đột biến nhanh chóng quá thì nó sẽ không phù hợp với sức khỏe của lợn. Nó gây ra con lợn chúng ta bị sốc đột ngột do là bổ sung lượng vitamin quá nhiều. Nó giống như con người chúng ta khi mà đứa trẻ con nó chưa thể hấp thụ được những cái hàm lượng chất sâm thì chúng ta bổ sung sâm vào thì nó con lợn, con người chúng ta sẽ có dấu hiệu tiêu chảy. Con lợn cũng vậy, đường ruột nó chỉ hấp thụ một phần nào đó cái vitamin dinh dưỡng thôi, và chúng ta cần phải bổ sung đúng và hàm lượng đủ thì nó sẽ phát huy cái hiệu quả cao. Đó là những cái lưu ý trong quá trình mà chúng ta sử dụng vô béo cho lợn cũng như là